Chào anh em nha, chào mừng anh em đã trở lại với channel YouTube của mình là Hiếu TV đây. Hôm nay thì mình cũng chơi tiếp thôi anh em à, thì tiếp tới series phần 2 thì mình cũng chiến tiếp cái con game này thôi, với cái số vốn là 4 củ thì mình sẽ quay cái con Super Trái Cây nha. Anh em à, xem thấy hay thấy thích ấy, thì ủng hộ cho mình một like và subscribe nha mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và anh em nào mà muốn xem tiếp thì anh em hãy nhớ bấm theo dõi kênh và bấm đăng ký kênh nha. Rồi hôm nay mình sẽ quay cái con Super Trái Cây anh em à, với cái số vốn 4 củ này mình sẽ quay là 180k thôi nha. Anh em mà xem thấy hay thấy thích thì ủng hộ cho like nha anh em. Còn anh em nào mà muốn chơi cái con game mình đang chơi như thế này thì đường link tải game mình có bỏ trên phần mô tả với lại game dưới bình luận nha. Nói cho anh em tải qua rồi liên hệ qua Telegram @hiếucucun1 nha để nhận code trải nghiệm anh em à. Rồi vương miện đường cũ này ngon, nói chung là vương miện với lại ba cái bát thì ngon nha anh em. Ôi trời ơi, quả này được cũng tạm 140k. Và cái con game này thì mình lúc chỉ có 100k thôi. Anh em nào mà xin coder mà đánh ăn lên á thì lúc thoải mái luôn anh em. Vẫn lúc được nha, không cần phải nộp đâu. Còn anh em nào mà có nộp 100k cái con game này mới tại game á, nó khuyến mãi 58k trong game nữa nha anh em. Quá là easy win cho anh em test thử rồi đó. Game này thì rút nộp hoàn toàn uy tín luôn anh em. Chơi mình chơi cũng 2-3 năm rồi thì nó khá là uy tín đối với mình. Mình chơi thì rút nộp này không bao giờ nó bịp mình cả. Còn anh em thì chơi mà chia sẻ hoài á, không chịu nộp á, hay là tạo nhiều tài khoản gì đó, nhưng mà có khi nó cũng cho nó nhẹ cho anh em nha, nó quản cho anh em rút. Còn có mấy anh em chơi mà bị phá nó mới hoàn tiền lại thôi. Con này nó khá là uy tín, còn hơn là mấy cái con dòng họ nhà Win nha anh em. Tuy là cái con này cũng là dòng họ nhà Win nhưng mà nó lại được cái là uy tín hơn mấy nhà đó nha, uy tín về rút nộp ấy. Chứ còn chơi á thì mình cũng không biết anh em à, có khi anh em chơi thì nó bịp, còn có khi anh em chơi thì nó nhẹ, thì 10 người thì nó nhẹ 2-3 người gì đó mình cũng chả biết được. Nên là có anh em nào nhả thì anh em lấy bú, còn anh em nào mà thua thì chịu thôi, chứ giờ mình cũng không có nói game không bịp được. Ok nha anh em. Rồi lại free nữa này anh em à, nãy giờ free 2 cái rồi giờ thêm 8 cái nữa anh em ơi. Không hiểu kiểu gì hôm nay nó vào free lắm thế nhờ. Thì con xà lốt trái cây này nó dạo nó cũng cùng cùng anh em à, kiểu như nó cũng vào free được các kiểu, nhưng mà nó nổ là nổ như cặt vậy á. Đủ máy nổ thì nổ to lên đi, nổ nổ như cái quần que á. Ok nè, cái này mình thấy 8 free này cũng ổn nha anh em. Mình chửi nó mới nổ đấy, chứ không chửi là nó không nổ đâu anh em à. Game này lúc nào nó cũng phải nghe chửi, nghe hát thì nó mới nổ. Áo phải nồi ra. Rồi. Rồi, cái này chuông rồi các kiểu anh em. Rồi thì cũng lên được 5 củ máy cá lơi rồi nè. Thì mình ráng lên 6 củ thử được không nha mọi người. Nếu mà quay ngon ngon thì lên 6 củ nghỉ. Rồi tiếp tục nữa, free nữa. Ôi trời ơi, lại 8 free nữa nè. Game hôm nay hảo game thế nhờ, hảo free luôn anh em à. Lâu lâu nó cho vào cái đường dây free rồi. Ngon thế nhờ. Có còn hơn không nha mọi người. Nếu mà anh em vào mà trúng cái ổ free như thế này thì quá là ngon luôn anh em. Có ngày nó nhẹ như vậy thôi, còn có ngày thì nó cũng không có đâu anh em à. Kiểu như quay hên xui mà, nhân phẩm mà may mắn mà nó cho thì cho thôi, còn không cho thì thôi chịu. Mình lên được 6 củ rồi anh em, chốt thôi. Rồi, quả này nó thêm cho mình củ nữa thì 7 củ còn càng ngon nữa anh em. Yeah, mình quay xong cái này thì tiếp tục là mình cũng chơi tiếp cái hũ 5.000 được các kiểu thôi anh em à. Thì tiếp tục cái series phần 3 thôi. Rồi thôi nghỉ anh em, chốt lời chốt lãi luôn nha. Game sổ lỗi trái cây hôm nay nó cũng nhẹ ok đấy, free được các kiểu luôn mọi người, nhưng mà mình quay tí thôi, nó nhẹ tí nữa nó hút lại rồi chuyện bình thường thôi mọi người, nên là có ăn có nhẹ thôi. Rồi thì anh em nào mà thích chơi và thích trải nghiệm cái con game mình đang chơi như thế này thì đừng lên tải game mình có bảo trên phần mô tả với lại game dưới bình luận nha. Anh em nào mà muốn xem những cái video tiếp theo ấy, anh em nhớ bấm đăng ký kênh và bấm theo dõi lên nha mọi người. Rồi thì mình cũng chúc mọi người may mắn và thành công. Bye bye, hẹn mọi người lại clip sau nha. Bye bye mọi người. Cảm ơn anh em đã xem hết những cái video của mình. Thì anh em hãy nhớ bấm like và subscribe nha anh em. Và bấm cái chuông thông báo lên giúp mình nha.